thân Quỳnh Anh cũng đã được tiếp xúc với chú Trần Quý Thanh rất là nhiều lần, cũng giống như đã được nghe những câu chuyện ở trong cuốn sách rất là nhiều lần. Nhưng phải đến khi mà đọc cuốn sách này, Quỳnh mới có những cái cảm xúc rất là mạnh mẽ. Có nhiều khi mình cảm nhận lại mình gặp những cái khó khăn, đôi lúc mình mượn tượng lại, thực ra thì mình nhìn lại thì khó khăn của mình nó không là gì so với những cái phong ba bão táp mà cái nhân đốc Bảo Thanh và Tân Hiệp Phát đã trải qua. Chúng tôi hiểu những cái câu chuyện hậu trường của một cái doanh nghiệp tỷ đô, và chúng tôi hiểu được cái để mà lèo lái một cái con thuyền, một cái doanh nghiệp từ nhỏ và thành một cái tập đoàn lớn có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam và có khả năng vươn ra toàn cầu. Chúng tôi hiểu thêm được là để mà thành một cái lãnh đạo lớn thì chúng ta phải hy sinh rất là nhiều trong cái cuộc sống, và cái câu chuyện nó không còn phải là cái câu chuyện kiếm tiền nợ, mà nó là cái câu chuyện biến những cái công ty Việt Nam có khả năng đến tầm quốc tế. Trước khi mình tiếp xúc với chú Thanh và đọc quyển sách về chuyện nhà Dr. Thanh thì cá nhân mình thì có ấn tượng không có tốt lắm về Tân Hiệp Phát, tại những cái chuyện lùm xùm trên báo mạng hay báo đài, những cái kênh truyền thông. Rồi khi mà sau khi cái dịp đọc qua quyển sách về chuyện nhà Dr. Thanh và có những buổi gặp gỡ trực tiếp với chú Thanh ở bên ngoài, mình thấy là mọi người khi nhìn nhận vấn đề nên một sở thị đó, tức là hãy thấy rồi mới tin. Đánh giá một con người hay một tổ chức thì còn phải xem xét là cái tổ chức đó, con người đó họ đã đóng góp gì cho xã hội, cho cộng đồng, chứ không chỉ đơn giản là những cái thông tin tốt hay xấu cá nhân họ, mà thực chất là thông tin tốt xấu đó chưa hẳn là đúng. Giá trị lớn nhất mà cuốn sách này để lại đó chính là giá trị về gia đình, về sức mạnh của tình thân, về tất cả những mối quan hệ trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái, giữa các con đối với các bậc sinh thành. Những người cha mẹ thì có thể tìm thấy những cái bài học để nuôi dưỡng con mình trưởng thành, tự lập và không ỷ lại vào gia đình. Những người con có thể hiểu hơn và thông cảm hơn cho bố mẹ của mình, và tất cả những người vợ chồng có thể rút ra những cái bài học về tình nghĩa vợ chồng rất là sâu sắc, về người đứng bên cạnh mình, về đối tác lớn nhất của cuộc đời. Khi mà đọc những cái trang đầu tiên của kịch bản này và đặc biệt là đọc hết những cái chương 1 và chương 2 kịch bản này thì mình nói: ôi, mình thấy cái hình ảnh của bố mình trong này. Mình thấy là mình cảm nhận được cái tâm tư của ba mẹ mình nhiều hơn so với lúc trước. Cái thứ hai là mình cũng cảm nhận được cái nhiều hơn về cái vai trò trách nhiệm của mình trong gia đình. Cái nền tảng của gia đình trong cuộc sống và trong công việc, đó là một cái nền tảng không bao giờ thay đổi được qua năm tháng. Không phải là các bạn đọc cuốn sách này xong là các bạn ngủ dậy là các bạn sẽ thành công, thành triệu phú vào ngày mai. Nhưng đọc khi cái cuốn sách này, khi các bạn đọc cuốn sách này xong, các bạn sẽ là mình muốn trở thành một con người bản lĩnh trước. Và khi các bạn trở thành con người bản lĩnh thì nó sẽ áp dụng luôn cả trong cuộc sống và thậm chí trong cái môi trường kinh doanh hay bất cứ cái gì trong những cái mối quan hệ xã hội của các bạn. Có thể đọc qua cuốn sách này để chúng ta hiểu là nếu mà muốn dẫn dắt một cái đoàn tàu lớn thì chúng ta cần những tố chất như thế nào, chúng ta phải chấp nhận hy sinh những điều gì và chúng ta có những ước mơ gì để mà chúng ta biến được cái ước mơ chúng ta thành hiện thực. Và Quỳnh nghĩ rằng quyển sách này nên được lan rộng đến tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, không chỉ những người làm kinh doanh hoặc là những doanh nhân cần start up, mà cả những người đã có gia đình hoặc những người trẻ đang có những cái ước mơ, những cái hoài bão, và cả những người đang đối diện với những khó khăn cần động lực để vượt qua khó khăn. Một lần nữa, Quỳnh xin cảm ơn cuốn sách này đã cho Quỳnh Anh rất nhiều cảm xúc. Và thật sự phải nói rằng chị Uyên Phương đã rất thành công với công trình lớn của mình.